Thưa quý vị và các bạn, vốn là một học sinh giỏi có niềm đam mê đặc biệt với công nghệ, nên em Đoàn Khắc Hùng, học sinh lớp 11A9 trường Trung học Phổ thông Ân Thi, đã biến những ngày nghỉ học trở nên có ích hơn khi tìm tòi, nghiên cứu và chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động. Hiện chiếc máy rửa tay do em chế tạo ra đã được lắp đặt và sử dụng tại nhiều lớp học của trường. Khi bắt đầu nảy ra ý tưởng nghiên cứu và chế tạo máy rửa tay tự động, Hùng nhận được sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần của bố mẹ thầy cô. Em tận dụng một số linh kiện của các thiết bị cũ trong gia đình, mua thêm đồ dùng cần thiết để bắt tay vào tìm tòi nghiên cứu. Sau nhiều phiên bản được thử nghiệm, đến nay Hùng đã làm ra sản phẩm hoàn thiện với kết cấu nhỏ gọn, hợp lý nhất. Kinh phí sản xuất một chiếc máy khoảng 400.000 đồng. Sản phẩm máy rửa tay tự động hoàn thiện của Hùng có tính năng thả phun dung dịch sát khuẩn với định lượng đã cài sẵn tự động. Từ nguồn xã hội hóa của trường, Hùng đã sản xuất 7 chiếc máy để tại trường Trung học Phổ thông Ân Thi, một chiếc tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Ngạn và phục vụ cho gia đình. Trong quá trình quan sát giáo viên cũng như học sinh sử dụng, chúng tôi thấy là máy này rất tiện lợi, sạch sẽ, không vương nước rửa tay ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Hùng vẫn tiếp tục nuôi ý tưởng nâng cấp chiếc máy có thể sử dụng năng lượng mặt trời để lắp đặt tại các nơi công cộng. Em cũng từng xuất sắc giành giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh khi nghiên cứu chế tạo bộ thiết bị hỗ trợ và bảo vệ người khiếm thị. Trong tương lai thì em muốn lắp đặt, cải thiện cái máy giá thành rẻ hơn. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển từ phần mạch đến phần cơ cấu máy để cho nó tốt hơn. Thành công của Hùng trong việc chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động là một minh chứng rõ nét trong việc vận dụng kiến thức trên lớp gắn với thực tiễn cuộc sống của học sinh. Qua đó giúp các em có thể phát huy sự sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật khi còn ngồi trên ghế nhà trường.